far can we get if we sail a little bit high? Đã ăn được cái con to khó lắm đúng không? Vâng. Ăn muối suối. Sao mà ăn được? Bảo đốt chết mấy con muối càng kia, gót chân mình nó cắm một đứt nữa. Ủa. Cái muối kia nó đốt đó. Còn muối kia nó cắn chết bọ cạp ngay, muối muối chua chua đấy. Không. Muối thợ ấy, muối gác ấy. Thật á? Cái cỏ này nó cắn phát đứt. Ủa. Đây là mấy con muối gác. Sắc như dao cạo. Anh tưởng bộ cạp nhìn thế nó phải hung hăng hơn, nhưng thế hung hăng mà bạn kia nó đông. Ừ, nó đông. Chưa bao giờ cái cảnh tượng. Ừ. Không bắt đâu. Dẫn sâu vào trong này. Lật mũi, dẫn vào đường có mũi. Ở đây thì vô cùng. Đúng rồi. Chỗ này mối này mà nó bỏ nó ở trong này, hai anh em có đào vào này. Đào ngách bên này không dám vào tổ bối. Sao? Thế nó ở trong hang này rồi. Tổ mối nó cắn mình thôi. Nào em phổ mang phóng ra phát ra thôi. Trời ơi. Đùa chứ. Thôi cậu này đừng có đào. Mất thời gian. Không hy vọng gì đâu. Đi ra chỗ khác. Nó vào trong cái hàng mối này nó rộng hàng mét vuông lên. Biết đâu một lần. Đào cái tổ mối này mất lửa buổi chiều quá. Hai người đào được khoảng phần thế hôm nào thử xuất kích. Bắt hết, nhỏ bắt hết. Sợ nó đẻ. Sợ mày nhiều con mang bầu. Mang trứng. Xấu quá. Đây kìa, đây. Thông đấy. Chọc cái que vào để biết đỡ mất dấu. Chắc ngay đây. Sâu đấy nhỉ. Đó, cọc người ta. Có không? Cọc. Cọc không? À, con này đang có đẻ. Không phải đâu. À, ui, được được, bắt luôn. Ui, to thế. Ui. À, bắt một con mang bầu với con này thì mới ui. Mới thôi. Chưa. À, nó tấn công. Úi giời. Nào, nó đốt bây giờ. Này còn nghịch. À, con này có bầu gây lắm, dữ lắm. Không tướng này còn nghịch nghịch. Nào nào. Còn con nữa. Ui. Đây còn con đực. À, vẫn còn. Vẫn còn con nữa. À. Này khá to. Đùa chứ, còn dám bắt nó. Ê đây, ui, to chưa? Đã nào, nó cắn bây giờ. Ui, nghe anh. Ui, sớm ơi, sớm. Ui. To dã man. Nó tấn công đấy. Châm ngòi. À đây. Đồng đội đi. Ui, to thế. Này, chục con được một bữa nhỉ.
không ăn được mùa này. Sao? Gầy. Ui ôi, nhìn thấy không? À, to thế. Có một hàng mấy hang chỗ này luôn, chỗ tròm tròm này. Hình con nào cong cong đuôi lên để sẵn sàng tư thế. Xong rồi hả? Đây, to chưa? Đúng. Các chú cua, cua lúi. Úi dồi. Rồi cái càng. Úi giời, đánh nhau, đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. À. Đánh nhau, đánh nhau. Úi, đánh nhau đi. Úi. Đánh nhau. Đánh nhau đi. Đánh nhau đi. À. Bỏ thế rồi. Vâng, hôm nay anh em chúng tôi đi bắt bọ cạp. Đây là bọ cạp lúi. Cua đất. À, quắp này. À, quắp. Đây cái kim nó, đít nó này. Rất độc luôn. Cắn rất đau. Đấy. Quả thật là ông em mình còn cầm tay. Còn cầm tay để bắt nó, mình rất ghê, nhìn nó thấy ghê rồi. Chứ đừng nói nó chạm. Ồ, sao con này nó cứ cứng đơ này. Sao đây? À, con này chửa. Đực đây. To thế. À, con này dơ hẳn càng. Càng nó giống như cái càng cua chưa. Cua lúi. Loại này nó chỉ sống ở ẩm thấp. Lúi rừng. Đồng bằng mình không có. À, dơ hai càng quặp. Mình chiến đấy. Mình chiến. À, nhìn cây chưa? Úi, dâng lên. Con này rất hung luôn. À. Nhìn rất hung dữ luôn. Đấy. Đang chọc tức nó đấy. Ấy, giờ hay càng đấy. Ấy. Ôi. À, tìm thấy tổ rồi. Tìm thấy tổ nữa rồi, anh em đi thôi. Đi thôi. Đây là dụng cụ xẻng và bát thôi. Đất này đạo rất dễ. Cái này loại này mà có trận mưa đầu mùa khó cần đào. Tối cứ ra đây mà soi. Thật á? Thấy gì nó đốt chết. À, nếu có khá to. Tổ dẹt dẹt như bô dục. Elip, elip, bô dục.
Con này trắng to đấy. Sâu gớm nhỉ.